Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đó là những gì chúng ta đã nói với nhau cách đây một tuần. Còn hôm nay thì chúng tôi rất hân hạnh giữ lời hứa và trở lại với giải hạng nhì Cúp Việt Football năm 2020. Trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là màn đối đầu trong khuôn khổ bảng B giữa Ecopark cùng với ACG Plus. Hai đội bóng đều đã không may mắn trong ngày ra quân. Và hôm nay hãy chờ xem đội bóng nào sẽ có được những điểm số đầu tiên tại giải hạng nhì ở mùa giải năm nay. Và trận đấu chính thức bắt đầu. Chúng ta hãy cùng điểm qua thật nhanh đội hình của hai đội. Bên phía Ecopark, thủ môn mang áo số 1 Đức Anh Hugo, các cầu thủ là số 2 Bình Kaka, số 4 Đình Sơn, số 6 Hiệp Châu, số 11 Sinh Sala, số 15 Thanh Quý và số 21 Hoàng Minh. Nhưng ACG Plus vẫn đang duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ. Hiệp Châu, cú sút của Hiệp Châu rất khó để hy vọng ở góc sút vừa rồi. Rất nguy hiểm. Pha ra vào tốt của thủ môn Ngọc Toàn. Dẫu sao thì thực tế là trước đó chúng ta hãy đến với pha bóng này. Tiếp tục là một tình huống hay của Bình Kaka. Đình Sơn, cơ hội không vào. Đây có thể coi là tình huống mà Ecopark tiến gần nhất tới bàn thắng. Sinh dù đã kém may. Tình huống chọc khe rất hay của Đình Sơn. Sinh dù cũng có một pha tiếp bóng nhạy cảm. Nhưng cột dọc mới là thứ xuất sắc nhất trong tình huống vừa rồi. Pha chè bóng tốt của Bình Kaka, rất hay. Đáy biên. Cơ hội 1-0 cho các cầu thủ Ecopark. Cuối cùng thì đội bóng áo xanh cũng đã vượt lên sau rất nhiều những nỗ lực hãm thành. Người ghi bàn là Hoàng Minh. Viện binh từ Viettel đã cất tiếng. Nhưng trước đó phải kể tới pha chuyền bóng hết sức nhạy cảm. Bóng như được đặt vào chân của Hoàng Minh. Pha kiến tạo xuất sắc của số 2, số 4 Đình Sơn. Trong hiệp 2 thì ACG Plus đã đưa ra hai sự điều chỉnh. Đây là pha xuống bóng hay. Không được. Hoàng Minh đã có mặt rất kịp thời. Quả treo bóng rất đẹp, không được. Chỉ một chút nữa thôi. Hiệp Châu rất khéo. Cột hai, không được. Hậu vệ của ACG Plus đã xuất sắc. Tình huống lan xả kịp thời là của số 22 Văn Pháp. Văn Pháp, cú sút rất ấn tượng của Văn Pháp. Thiếu vài cm nữa là đã có một siêu phẩm. Quá tiếc cho số 22 của ACG Plus. Một quả đạn pháo và chỉ có thần may mắn mới cứu thua cho Ecopark. Ecopark đang gây nhiều áp lực hơn ở tuyến đầu. Có thể dứt điểm. Rất tốt nhưng không có bàn thắng. Cực kỳ đáng tiếc cho Tạ Tuấn Anh với pha nửa chuyền nửa sút vừa rồi. Rất vừa vặn trong một pha nhập cột 2. Khoảng trống ở trung tuyến đã xuất hiện. Đồng hành cùng với giải hạng nhì năm nay, chúng ta hân hạnh chào đón sự hiện diện của các nhãn hàng tài trợ bao gồm nhãn hàng Starbuck, nhãn hàng CP Sport, nhãn hàng TH True Water, nhãn hàng Jogabola, công ty cổ phần Động Lực. Rất hay, không vào. Tình huống xử lý ấn tượng của cầu thủ vào thay người bên phía Ecopark. Pha che chắn và xoay sở rất hay của số 8. Nam Điện rất hay, dứt điểm không vào. Cú sút là của Đình Sơn. Nam Điện. Xin Nhạn dứt điểm. Tình huống Xin Nhạn phải và bắn thẳng của Nam Điện. Quả góc và đứng trước bóng là Quân Messi. Đánh đầu. Vẫn còn hai pha bóng liên tiếp mà Nam Điện uy hiếp cầu môn đối phương. Đầu tiên là pha chủ động lùi ra cột 2 và tấn công. Tình huống đá bồi nhưng bóng lại chạm vào đầu gối. Một vị trí cho phép tận dụng cái kèo trái lợi hại của anh. Đây là cơ hội, không được. Vẫn còn, tiếp tục là Hiệp Châu. Quay ra và tổ chức lại. Văn vớ vẩn. Đường truyền tốt. Thiếu một chút sự chính xác. Phản công. Quân Messi. Không được. Quân Messi vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả trong những pha xử lý dù đẹp về mặt thẩm mỹ. Cú sút rất ấn tượng của Tạ Tuấn Anh. Ngày hôm nay vất vả nhưng thành quả thì cũng đã như những gì họ mong muốn. Và can thiệp an toàn của Quý Đen. Và thời gian là không đủ để ACG Plus hy vọng. 1-0 dành cho Ecopark với pha lập công duy nhất của Nguyễn Đức Hoàng Minh. Vất vả, nhọc nhằn. Nhưng dẫu sao thì 1-0 hay 5-0, 10-0 thì cũng vẫn là 3 điểm. Và Ecopark đã có được điều mình cần. Sau trận ra quân không như ý thì đây sẽ là chiến thắng quan trọng giúp cho đội bóng Thạch Thất tiến gần hơn với tấm vé vào tứ kết.